Ok. Lại một đối thủ Mỹ tiếp. Elo của anh là 2001. Lên tượng. Được. Đây mình cho trắng giật tượng về, rồi giật tượng về mới ăn để cho trắng mất một nước. Lao tượng lên. Sười nốt. Rồi, lên tượng giữ tốt để trong trường hợp trắng đẩy tốt lên hai nước. Nhập thành thôi. Lên mã. Lao mã đây. Đây mình lên hậu. Nhập thành. Tấn công. Đây nước chiếu thì mình sẽ đưa tượng lên về. Lao lên đấy. Lên đây thì sao? Đây tốt lên. Mất tốt qua đường mà ăn về. À không, lên đây. Đẩy tốt hai nước, bắt tốt qua đường thì trắng có thể ăn hậu. Không, đấy không phải nước hay. Nước hay phải đưa mã lên để kiểm soát ô D3. Chặn quân tốt này lại, làm cho quân tượng trắng không phát triển được. Ý đồ nó phải là như thế. Đẩy tốt hai nước. Vấn đề gì? Lên hậu đấy. Bây giờ ăn tượng thì sao? Chưa làm gì được. Từ đây mình cố gắng đưa hậu lên để tấn công tiếp quân tốt này, xem đen làm gì, à xem trắng làm gì. Trắng thì còn nước lao mã ở đây bắt tượng rồi, mình sẽ dã luôn. Đang tính là đẩy tốt này lên nhưng mà như vậy là chúng ta thấy là trắng muốn phát triển tượng lên vị trí A3, vị trí rất yếu. Lăn thôi. Đẩy lên đây trước đi. Con tốt này là nào cũng chết mà. Hay giả. Giờ mới ăn. Ai giờ đủ luôn rồi. Ăn đấy. Rồi, đây mình sẽ lấp vào để tấn công con tốt này. Bây giờ mình đang có lợi thế lớn rồi. Cao thủ Mỹ 2140. Nhà mình chỉ còn 1 phút, gần 2 phút. Lên tượng giữ. Đỡ đi. Đây mình đang có một nước khác, đó là đưa mã vào đây và đẩy tốt lên bắt đôi. Nhưng mà chưa biết đen có nhìn ra, à trắng có nhìn ra không. Cứ ăn chắc nước này đã. Đẩy tốt lên đấy. Như vậy là lấy đường để cho mã xông lên. Ok, cứ phải ăn đã. Lao mã lên đấy. Ăn đây cho kinh đi. Lao mã lên. Một nước để mình đưa xe ra cột nữa. Lao mã lên đấy.
chạy đã. Bụi gì? Vào đổi mã. Giữ này. Nó chết rồi, mất con tốt này rồi. Đẩy tốt lên. Rồi còn 19 giây, thời gian quên gắng mất. Rồi, để ZTC bật mút đi nhanh vậy. Xuống mã. Xe đó. Mất tốt rồi. Mười giây. Đồ đang hay thì lại đứt dây đàn. Ui. À ừ, không sao. Rồi. Các quân mình đang đứng hết ô trắng rồi, quá đẹp rồi. 7 giây là đủ để ZTC giành chiến thắng. Bốn giây. Chạy không? Không chạy rồi. Chịu chết thì em ơi. Rồi. Tuyệt vời. Không thể tin nổi CTC đã thắng trận đấu này một cách gọi là kịch tính như vậy. Quá hay em nhỉ. Mình đã áp đảo ngay ở khai cuộc rồi. Một cái nước mất mã ở đây nó hơi hơi sai một tí. Đây, đoạn này. Rồi.